Thưa quý vị, quạt mát điều hòa là thứ không thể thiếu trong thời tiết nắng nóng thế này. Do đó, Điện lực Hà Nội khẳng định đảm bảo cung ứng đầy đủ điện, an toàn, ổn định, phục vụ nhu cầu của các hộ gia đình, doanh nghiệp, không để xảy ra tình trạng cắt điện quá 8 giờ mỗi ngày, không cắt điện khi nhiệt độ trên 36 độ C. Trong giai đoạn mùa hè nắng nóng, Điện lực Hà Nội đảm bảo không cắt điện khi nhiệt độ trên 36 độ và không cắt điện quá 8 tiếng mỗi ngày, chỉ cắt điện khi xảy ra sự cố và kéo dài trong vòng 2 tiếng để sửa chữa khắc phục. Nếu việc sửa chữa hơn 2 tiếng, sẽ có thông báo cụ thể đến khách hàng. Tuy nhiên, Hà Nội cũng khuyến cáo người dân sử dụng các thiết bị điện phù hợp với tải trọng để tránh sự cố chập điện, cháy nổ xảy ra. Để đảm bảo việc cung cấp điện an toàn liên tục, ngành điện khuyến nghị khách hàng sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả, tắt bớt các thiết bị điện không cần thiết, hạn chế sử dụng các thiết bị tiêu thụ nhiều điện trong giờ cao điểm của hệ thống điện, bao gồm khung giờ từ 11 giờ đến 14 giờ và từ 18 giờ đến 23 giờ hàng ngày, không sử dụng nhiều đồ dùng điện cùng một lúc để tránh quá tải lưới điện. Hà Nội khuyến khích thành lập doanh nghiệp mới, đặc biệt là khuyến khích các hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp, phấn đấu có thêm 30.000 doanh nghiệp thành lập trong năm nay. Nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới được tập thể Ủy ban Nhân dân thành phố đề ra là tập trung khôi phục mạnh mẽ nền kinh tế, đồng thời đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội. Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành thông cáo về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2020, nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 và các tháng còn lại của năm 2020. Ủy ban Nhân dân thành phố cũng giao chỉ tiêu cho Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, thị xã tập trung triển khai các giải pháp, biện pháp khuyến khích thành lập doanh nghiệp mới, đặc biệt là khuyến khích các hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp, phấn đấu đạt 30.000 doanh nghiệp thành lập trong năm 2020. Để tăng cường công tác thu thuế, thu hồi nợ đọng thuế, Ủy ban Nhân dân thành phố giao Cục Thuế thành phố chủ động gặp, trao đổi, đề nghị các doanh nghiệp chấp hành tốt quy định về nộp thuế đúng thời hạn. Bên cạnh đó, động viên khuyến khích các doanh nghiệp mở rộng sản xuất, kinh doanh để nuôi dưỡng nguồn thu. Thưa quý vị và các bạn, dự kiến năm nay sản lượng vải thiều của toàn huyện Thanh Hà của tỉnh Hải Dương ước đạt 35.000 tấn. Và theo đánh giá của cơ quan chuyên môn thì vải thiều sớm có chất lượng tốt, mẫu mã đẹp hơn so với năm trước. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên sản lượng vải xuất đi Trung Quốc và một số nước đã bị sụt giảm. Lường trước được những khó khăn nên tỉnh Hải Dương đã tập trung nhiều giải pháp để tìm hướng tiêu thụ cho cây trồng này. Được mùa và được trồng theo tiêu chuẩn Việt Gáp, nhưng do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên để tìm đầu ra cho vườn vải hơn 7.000 m² này, gia đình ông Phạm Văn Giang, xã Thanh Sơn, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương đã gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, với sự nỗ lực của các cơ quan chức năng, vườn vải của ông đã sớm được thu mua và xuất khẩu đi các thị trường như Mỹ, Úc, Singapore. Năm nay vì cái đại dịch Covid trên toàn thế giới, thế nên là nông dân chúng tôi trồng vải là cũng sợ là không có đầu ra. Thế nhưng mà để làm theo hướng dẫn của Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh là làm theo chương trình vải sạch. Đấy. Thì khi làm xong vải sạch thì dịch Covid cũng đã tạm thời là dừng, thì là tất cả các doanh nghiệp là đổ dồn về cái khu vực cái mã vải của chúng tôi là để thu mua. Để hỗ trợ khâu tiêu thụ cho bà con trồng vải ngay từ đầu vụ, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương đã đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá giới thiệu quả vải trên các phương tiện thông tin đại chúng, gửi thư mời tới hàng trăm doanh nghiệp trong và ngoài nước đến tham quan mua vải. Chúng tôi cũng xác định là mùa vải sẽ rơi vào đúng cái thời điểm đại dịch Covid. Do vậy chúng tôi đã tăng cường tuyên truyền, quảng bá rồi là hướng dẫn bà con tuân thủ cái phòng chống dịch, và bên cạnh đó cũng phải chủ động tích cực cái chăm sóc rồi là thâm canh cây vải. Nó khác với mọi năm mà tăng cường hơn nữa cái truyền thông. Bên cạnh những nỗ lực của huyện, tỉnh Hải Dương cũng đã có nhiều hoạt động tuyên truyền quảng bá, giới thiệu quả vải thiều Thanh Hà trên các trang mạng trong và ngoài nước, thông qua các tờ rơi, tờ gấp. Sở cũng thực hiện các cái hoạt động kết nối xúc tiến thương mại, mời các cái doanh nghiệp về các cái vùng sản xuất vải, nhất là các cái vùng mà được quản lý tốt cái chất lượng vùng trồng. Và năm nay thì tỉnh cũng đã chú trọng cái xây dựng cấp cái mã vùng trồng để có cái bước đưa sang các cái thị trường khó tính, để thông qua đó tuy cái số lượng là không được nhiều nhưng nó đánh dấu một cái bước là quả vải của Hải Dương, đặc biệt là vải thiều Thanh Hà là có cái chất lượng rất cao, xâm nhập được các cái thị trường khó tính. Hiện tỉnh Hải Dương có khoảng 10.000 hectare vải
tập trung ở huyện Thanh Hà và thành phố Chí Linh. Trong đó, trên 300 hectare vải được chứng nhận Việt Gáp và trên 80% diện tích vải Hải Dương được sản xuất theo quy trình Việt Gáp. Để tránh tình trạng được mùa rớt giá tái diễn ở vụ vải năm 2020, các cơ quan chức năng tỉnh Hải Dương cũng chủ động mời các doanh nghiệp về địa phương kết nối tiêu thụ, nên đến nay đã có nhiều doanh nghiệp, siêu thị đã ký kết hợp đồng tiêu thụ quả vải Thanh Hà. Vỉa hè Hồ Gươm được lát đá hoa cương, bài viết đáng chú ý đăng tải trên VN Express. Ngày 3 tháng 6, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Hoàn Kiếm Phạm Tuấn Long cho biết, quận bắt đầu thi công lát đá vỉa hè Hồ Gươm đoạn gần nhà hàng Thủy Tạ từ cuối tháng 5. Đây là một trong những hạng mục của đề án chính chỉnh trang Hồ Gươm đã được thành phố phê duyệt. Lãnh đạo quận Hoàn Kiếm cho hay, đá hoa cương Bình Định được lựa chọn sau khi quận đã tham khảo nhiều địa phương và thực tế sử dụng trên địa bàn. Trước đó, quận Hoàn Kiếm cũng đã tham vấn các nhà khoa học về vật liệu thích hợp dùng để lát vỉa hè Hồ Gươm để đạt các tiêu chí thẩm mỹ, an toàn, không trơn trượt khi trời mưa và bền vững với thời gian. Đá hoa cương Bình Định được cho là đáp ứng đầy đủ các tiêu chí này. Theo Phó Chủ tịch Hiệp hội Kiến trúc sư Việt Nam Nguyễn Quốc Thông, việc thay thế đá ở Hồ Gươm rất cần thiết và là kết quả sau quá trình tranh luận nhiều năm giữa các chuyên gia. Tháng 1 năm 2017, quận tổ chức trưng bày phương án thiết kế lấy ý kiến cộng đồng lần thứ nhất. Sau khi ghi nhận ý kiến của các nhà chuyên môn, các chuyên gia, sở ngành và người dân, đơn vị tư vấn thiết kế đã tiếp thu, chỉnh sửa và tiếp tục tổ chức lấy ý kiến lần 2 vào đầu tháng 3 năm 2018. Và đến tháng 1 năm 2020, lần thứ 3 trong 10 năm, quận tổ chức trưng bày và lấy ý kiến người dân về dự án cải tạo chỉnh trang khu vực xung quanh Hồ Gươm, trong đó có hạng mục lát đá. Thưa quý vị, quảng trường khu hành chính tập trung tỉnh Thừa Thiên Huế đang chậm tiến độ nghiêm trọng. Đây là những thông tin có trong bài viết Thừa Thiên Huế, dự án 100 tỷ chậm tiến độ nghiêm trọng được đăng tải trên báo Dân Trí. Theo đó, gói thầu HUCVK04 theo kế hoạch của VN gọi là gói số 25 về xây dựng khu công viên cây xanh quảng trường khu hành chính tập trung tỉnh Thừa Thiên Huế có diện tích 17 ha có tổng giá trị 101 tỷ đồng do Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Hạ tầng Đô thị UDIC, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn MTV gọi tắt là Tổng Công ty UDIC trúng thầu thực hiện. Thứ hai là do khối lượng đắp đất san mặt bằng lớn đến 260.000 mét khối. Tại thời điểm hiện nay, toàn tỉnh có nhu cầu hơn 4 triệu mét khối đất và cho 3 dự án trọng điểm là nhà ga T2 sân bay Phú Bài 1 triệu mét khối, dự án đường Hồ Chí Minh 2,5 triệu mét khối hay Green City 400.000 mét khối. Nhưng công suất khai thác hiện nay chỉ của tỉnh là 1,1 triệu mét khối nên đang rất thiếu đất san lấp. Theo ông Việt, trong quá trình thực hiện dự án, nhà thầu liên tục vi phạm hợp đồng thi công đã ký, đặc biệt là tiến độ thực hiện dự án quá chậm trễ, chỉ huy công trường gói thầu 25 của Tổng Công ty UDIC thường xuyên vắng mặt và hầu như là không tham gia điều hành công xưởng. Liên tiếp cả 3 cuộc họp tuần về tiến độ thực hiện các tuần 14, 15, 16 gần đây, chỉ huy công trường này thì đều vắng mặt. Thưa quý vị và các bạn, kết luận việc thanh tra toàn diện quá trình hình thành, thực hiện dự án quản lý sử dụng đất công trình xây dựng trong công viên Tuổi Trẻ đang gặp phải rất nhiều vấn đề. Trên VOV hôm nay có bài viết Hà Nội yêu cầu bổ sung kết luận thanh tra toàn diện công viên Tuổi Trẻ. Mặc dù thanh tra thành phố đã có nhiều cố gắng trong công tác xác minh kết luận, song nội dung kết luận thanh tra toàn diện cần được bổ sung, làm rõ thêm một số nội dung, làm cơ sở để kiến nghị Ủy ban nhân dân thành phố xem xét có biện pháp giải quyết dứt điểm vụ việc hoàn thành trong tháng 6 năm 2020. Tập trung xác định rõ các sai phạm trong lĩnh vực quản lý nhà nước, quản lý tài chính doanh nghiệp, hợp tác đầu tư, quản lý sử dụng đất, quản lý quy hoạch, quản lý đầu tư, xây dựng công trình. Trên cơ sở đó xác định trách nhiệm của các cơ quan đơn vị, tổ chức cá nhân doanh nghiệp có liên quan trong việc đã xảy ra sai phạm, nay là trách nhiệm khắc phục sai phạm sau thanh tra, kiến nghị biện pháp xử lý giải quyết, nêu rõ cơ sở pháp lý để Ủy ban nhân dân thành phố xem xét quyết định. Qua quá trình triển khai, thanh tra thành phố đã mời cơ quan chức năng, đơn vị, tổ chức cá nhân doanh nghiệp có liên quan làm việc để xác minh đối chiếu, kết luận khách quan toàn diện, đúng đủ cơ sở pháp lý đối với các sai phạm và các trách nhiệm có liên quan. Ủy ban nhân dân thành phố cũng giao các sở tài chính, xây dựng, quy hoạch, kiến trúc, tài nguyên và môi trường, kế hoạch và đầu tư, nội vụ cử cán bộ có trách nhiệm, có thẩm quyền tham gia theo yêu cầu của thanh tra thành phố để thực hiện nội dung trên, phục vụ công tác chỉ đạo điều hành của thành phố. Tập hợp và đánh giá việc chấp hành các văn bản chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân thành phố liên quan đến công tác xử lý sai phạm tại công viên Tuổi Trẻ, các cơ quan đơn vị tổ chức cá nhân từ trước đến nay kiến nghị biện pháp xử lý trách nhiệm đối với tổ chức cá nhân trong thực thi nhiệm vụ Ủy ban nhân dân thành phố giao phó. Vâng, thưa quý vị, liên quan đến câu chuyện từ năm 2003 đến năm 2018, di tích ao cá thuộc khu di tích làng cổ Đường Lâm đã giảm 3.705 m², đang gây bức xúc và đặt ra nhiều nghi vấn về lợi ích nhóm. Liên quan tới vấn đề này, ông Giang Mạnh Hoàng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đường Lâm cho biết đã có báo cáo gửi Ủy ban nhân dân thị xã Sơn Tây. Ông Hoàng lý giải từ năm 2003 đến năm 2018, di tích ao cá thuộc khu di tích làng cổ Đường Lâm giảm từ 19.000 xuống còn 15.000 m².
giảm 3.705 m² là do địa phương có sử dụng làm đường và cống tiêu nước. Trong số diện tích bị giảm gồm 150 m² do hộ bà Nguyễn Thị Sơn khai hoang sử dụng 690 m² nhà ông Nguyễn Văn Nam làm nhà, trồng cây. Dư luận đặt nghi ngờ có hay không lợi ích nhóm khi diện tích ao cá thuộc khu làng di tích Đường Lâm dần bị theo tóc. Cũng theo báo cáo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đường Lâm, các hộ xây dựng nhà quanh ao cá thuộc khu di tích làng cổ Đường Lâm đã được Ủy ban nhân dân thị xã Sơn Tây cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Vâng, nắng nóng trong những ngày gần đây khiến nhiều diện tích rừng tại Ninh Bình luôn nằm trong tình trạng cảnh báo cháy rừng ở cấp hết sức nguy hiểm. Nhằm tăng cường công tác phòng chống cháy rừng và đặc biệt là trong những ngày nắng nóng kéo dài như thế này, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Ninh Bình đang tích cực phối hợp với các lực lượng chức năng tăng cường việc tuần tra kiểm soát nhằm giảm nguy cơ xảy ra cháy và đồng thời triển khai có hiệu quả phương án chữa cháy khi có sự cố xảy ra. Xã Sích Thổ là một trong 21 xã trọng điểm cháy rừng của tỉnh Ninh Bình với gần 600 hectare rừng trên 2.102 hectare đất tự nhiên toàn xã. Là xã trọng điểm cháy rừng nên công tác tuyên truyền, thường trực phòng chống cháy rừng những ngày này luôn được đặt lên hàng đầu. Hiện toàn xã có 5 biển cảnh báo cháy rừng được đặt tại các trục đường chính có đông người qua lại. Hàng ngày đều có các thành viên của Ban Chỉ huy Phòng chống cháy rừng xã đi kiểm tra điều chỉnh mức cảnh báo trên biển theo quy định. Ngay từ đầu năm thì Ban Lâm nghiệp của xã đã tiến hành xây dựng phương án phòng cháy và chữa cháy rừng, xây dựng cái lực lượng phòng cháy và chữa cháy rừng và tăng cường cái công tác tuyên truyền, vận động ở trên hệ thống thông tin, thế rồi ở các cái hội nghị của họp thôn, ở các nhà trường. Cùng với chính quyền địa phương, người dân, đặc biệt là các chủ rừng trên địa bàn xã Sích Thổ, luôn nêu cao tinh thần cảnh giác và có ý thức trong việc bảo vệ rừng. Vào những ngày nắng nóng, khi nhiệt độ có lúc lên đến gần 40 độ C, các chủ rừng phối hợp với các thành viên trong Ban Chỉ huy Phòng chống cháy rừng của địa phương cùng các đội phòng chống cháy rừng của các thôn đi tuần tra, kiểm soát, phát quang cây bụi. Khi thời tiết nắng nóng hoặc là khô hanh, thì bản thân tôi cũng thường xuyên lên đồi để tuần tra cũng như là nhắc nhở những các hộ xung quanh khu vực rừng thì làm sao làm tốt công tác phòng cháy rừng. Những năm gần đây, công tác phòng chống cháy rừng trên địa bàn tỉnh Ninh Bình được thực hiện rất hiệu quả. Trên địa bàn xảy ra rất ít những vụ cháy rừng. Những vụ cháy đều nhỏ trong tầm kiểm soát. Có được điều này, ngoài sự chủ động tích cực của lực lượng kiểm lâm và lực lượng tại chỗ của các địa phương, còn có sự phối hợp rất tích cực của Phòng Cảnh sát Phòng cháy Chữa cháy Công an tỉnh Ninh Bình. Như cái dự báo tình hình trong cái thời gian tới đây, đấy là cái nắng nóng nó sẽ là rất cao. Cho nên là lực lượng phòng cháy chữa cháy và lực lượng kiểm lâm đã có cái quy chế với nhau là phối hợp về cái công tác tổ chức kiểm tra trong thường xuyên và đột xuất. Theo Chi cục Kiểm lâm của tỉnh Ninh Bình, trên địa bàn xác định nhiều vùng trọng điểm cháy rừng tại 21 xã thuộc các huyện Hoa Lư, Gia Viễn, Nho Quan, Yên Mô và thành phố Tam Điệp. Trong khoảng thời gian từ tháng 6 đến tháng 8, nguy cơ báo động cháy rừng luôn ở cấp 3, cấp 4, có lúc lên cấp 5, cấp cực kỳ nguy hiểm. Tôi có cái tham mưu cho Ban Chỉ huy Phòng cháy cháy rừng của tỉnh là triển khai các cái biện pháp phòng cháy chữa cháy, chỉ đạo các cái Ban Chỉ huy Phòng cháy chữa cháy rừng của các cái địa phương, nhất là các cái trọng điểm cháy. Theo số liệu thống kê gần đây nhất, tỉnh Ninh Bình có khoảng 30.000 hectare đất rừng và đất lâm nghiệp. Độ che phủ của rừng chiếm trên 18% đất tự nhiên. Trong số này thì rừng đặc dụng chiếm trên 60%, trải rộng trên địa bàn của nhiều huyện, thành phố.